thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh theo chỉ thị số 45 của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020, tỉnh thái nguyên dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bắc hồ lồng ghép với nội dung này ngay sau tết để lan tỏa phong trào trồng cây trong nhân dân, cổng thông tin điện tử chính phủ sẽ phối hợp với một số cơ quan báo chí của trung ương giúp tỉnh tuyên truyền về nội dung này. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cao với cổng thông tin điện tử chính phủ về việc tuyên truyền về lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, việc trồng cây xanh là trách nhiệm chung của cả cộng đồng xã hội, cần được xây dựng tính toán chi tiết theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lên kế hoạch cụ thể, sau đó phối hợp với cổng thông tin điện tử chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân.